Trong gia tài văn học nghệ thuật xứ Quảng, hiếm có dòng sông nào in dấu ấn sâu đậm như Thu Bồn. Nó hiện diện trong thơ, nhạc, họa, cả trong kịch và tất nhiên là trong văn xuôi. Dòng sông đã làm nên tên tuổi cho khá nhiều văn nghệ sĩ xứ Quảng. Nhưng có lẽ Võ Quảng là nhà văn đã khắc họa dòng Thu Bồn trong nhiều chiều thời gian, không gian, một cách đa diện và tài hoa nhất. Hay nói cách khác, cuộc sống của những cư dân xứ Quảng bên dòng sông Thu đã đi vào văn Võ Quảng với một vẻ đẹp chân chất nhưng không kém phần thơ mộng. Bằng những ký ức trong trẻo của tuổi thơ trong những ngày đầu cách mạng tháng 8, nhà văn đã xây dựng nên tác phẩm Quê Nội, mà ở đó dòng sông Thu Bồn trở thành nhân chứng của thiên truyện và ngôi làng Thượng Phước, xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam cũng đã trở thành một địa chỉ văn học nổi tiếng như làng Thiền Vinh của thi sĩ Nguyễn Bính, Vĩ Dạ của Hàn Mạc Tử hay Vũ Đại của Nam Cao. Quê Nội và Tảng Sáng, riêng bộ truyện đó đủ để nói về cái giá trị của nhà văn lớn của thế kỷ 20 nhất thứ nhí. Bởi vì qua bộ truyện đó là trí ấn cách mạng tháng 8, ý nghĩa như thế. Bởi vì cái thằng cụ lão đó có thêm một ngày sinh là cách mạng tháng 8. Cái Đại Lộc, cái Hòa Phước, cái thành một cái tên riêng, thành một cái địa chỉ, thành một cái địa danh, nó có ý nghĩa văn học, nó sống đời. Tôi rất thích cái câu của nhà văn Đoàn Giỏi nói, tức là khi đọc Quê Nội thì tôi cảm thấy như đấy là quê hương tiền kiếp của tôi. Thông qua văn chương của cụ thì cái xứ Quảng hiện ra đẹp vô cùng, rất là đẹp. Và cụ không chỉ đưa ra cho toàn cả đất nước mà cụ đưa ra cho cả thế giới. Mà tiếng địa phương ở Quảng Nam mình thì là nó rất khó nghe, nó rất là ấy. Thế nhưng mà khi nó vào văn chương của cụ thì nó nhẹ nhàng, nó bay bổng, nó trở nên cứ có âm nhạc vậy. Và mọi người coi như là tự dưng là yêu tiếng nói, cái giọng điệu xứ Quảng đấy ngay. Dòng sông Thu Bồn trong thiên tiểu thuyết văn học Quê Tôi, Tảng Sáng của nhà văn Võ Quảng trong suốt nhiều thập kỷ qua đã trở thành một hình ảnh khá quen thuộc của bao thế hệ học trò bậc trung học cơ sở trong giờ ngữ văn. Bằng những miêu tả tài tình, gần gũi và chân thật từ những trải nghiệm của chính nhà văn về dòng sông quê hương và ngôi làng thân yêu của mình, Võ Quảng đã âm thầm dệt vào lòng tuổi thơ những sợi tơ óng ánh về vẻ đẹp nông thôn Việt, về những con người ở quê chân chất thật thà mà cũng đầy tính cách, cũng mãnh liệt như chính cái cuồn cuộn dậy sóng của sông trong bao mùa bão lũ. Trên dòng Thu Bồn phát nguyên từ đỉnh Ngọc Linh hùng vĩ ấy, ghe thuyền ngược về phía mạn nguồn phải vượt qua không ít thác ghềnh. Ta bắt gặp trong các trang văn Võ Quảng những đoạn miêu tả thật sinh động cảnh lên thác xuống ghềnh, luôn ẩn chứa bao nguy hiểm, đòi hỏi con người phải đương đầu với tất cả sự can trường và khéo léo. Sau đây là cảnh vượt thác Cổ Cò lên Dù Chiên. Dường Hương Thư đánh trần đứng sau lái phóng chiếc sào xuống dòng sông, nghe một tiếng soạt, thép đã cắm vào sỏi. Dường Hương Thư ghi chặt đầu sào, lấy thế trụ lại, giúp cho chú Hai và thằng Cù Lao phóng sào xuống nước. Chiếc sào của Dường dưới sức chống bị cong lại, nước bị cản bọt văng tứ tung. Những động tác thả sào, rút sào rập ràng, nhanh như cắt, thuyền cố dấn lên. Dường Hương Thư như một pho tượng đồng đúc, các bắp thịt cuồn cuộn, hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt nảy lửa, ghì trên ngọn sào, giống như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh hùng vĩ.
đoạn văn khiến ta không khỏi liên tưởng đến tác phẩm nổi tiếng Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Với quê nội, Võ Quảng tỏ rõ sự am hiểu sâu sắc tính cách tâm lý của người dân xứ Quảng, không dụng công đi sâu vào miêu tả nội tâm, song chỉ qua cách miêu tả cử chỉ, hành động, lời ăn tiếng nói, những tình huống đôi khi rất dí dỏm, Võ Quảng đã khắc họa được từng nhân vật rất điển hình, phản ánh sinh động tính cách của những con người đang tập làm chủ nghĩa xã hội và làm chủ số phận của mình, mà đó là những con người rất Quảng Nôm, Quảng Nam, từ cách đi đứng, nói năng, cảm nghĩ. Nếu không có một tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm với sông và tuổi hoa niên sống với làng quê sau những ngày bị tù đày vì tham gia các phong trào của học sinh sinh viên Huế chống Pháp, ắt hẳn nhà văn Võ Quảng đã không thể có những trang viết đầy thuyết phục như vậy về dòng sông, về làng Thượng Phước. Tình yêu của ông ghê gớm đối với quê hương. Nó sâu đậm lắm, không thể nói được hết. Bởi vì tuy rằng là ở xa quê hương đến 5-70 năm, thế nhưng mà những cái chi tiết về quê hương á, ông nhớ một cách rất là rõ ràng. Những cái tác phẩm văn học của ông ấy, thì cái phần cốt tử ấy, là cái phần viết về Quảng Nam. Nói về vẻ đẹp của dòng sông Thu Bồn sẽ là thiếu sót nếu không nói đến những biển dâu xanh ngút ngát, những thôn nữ chiều chiều mang giỏ hái dâu và hái câu ân tình. Võ Quảng dĩ nhiên không bỏ qua những chất liệu đắt giá ấy, nhưng ông đã lựa chọn khung cảnh thợ đào dâu làm việc để bộc lộ những cảm xúc thẩm mỹ. Khắp nơi chuẩn bị xuống đồng, thợ đào dâu đến lò rèn tôi lại lưỡi mai thật bén và lắp một cái cán mai thật dài. Cán mai đào dâu dọc sông Thu Bồn phải làm bằng kiềng kiềng, dài non hai sải. Thợ đào dâu sắp thành một hàng ngang, xén lưỡi mai nghe xoèn xoẹt. Họ nhổ nước bọt vào hai tay, nắm chặt cán mai, rút đất từ dưới đất sâu lên, động tác thật chính xác. Những lỗ dâu sâu thăm thẳm cứ nhiều dần, kéo thành những hàng thẳng tắp. Người guốc dâu cứ để nguyên cây dâu đặt sát đáy lỗ, ngọn dâu ghim vào lỗ dâu ở ngay phía trước rồi lấp lỗ. Chỉ sau vài mươi hôm, những chồi non phun lên một màu xanh non óng ánh. Ra viên, khắp ngàn dâu bừng sáng, màu xanh non thấm dần, rồi bạc ngàn một màu xanh ngắt. Chỉ qua đoạn văn trên, người đọc có thể nhận ra sự quan sát tỉ mỉ, tinh tế của Võ Quảng, cũng như tình yêu thiết tha của ông đối với quê hương. Bởi chỉ có lòng tự hào, sự gắn bó máu thịt và tình yêu nồng thắm mới có thể viết nên những trang văn đẹp óng ả như vậy. Tác phẩm Quê Nội là một tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Võ Quảng. Nó tiêu biểu về nghệ thuật, về trong từng câu hoan như tôi vừa nói trước, nó mang tính chất thơ. Và bố cục của tác phẩm Quê Nội mở đầu bằng cái dàn gà gáy thì tôi thấy tuyệt vời. Nó mang một cái tâm lý trẻ em, và cái thai nó mang một cái sắc thái như là một cái vở tuồng miền Trung ấy. Tôi vẫn có một cái cảm giác như thế, những tiếng trống ban đầu của một cái cánh cửa màn mở ra rất là hay. Và cái phong cảnh sông Thu Bồn, rồi phong thạch, phong cảnh rừng ở Quảng Nam, rồi phong cảnh chợ Quảng Huế, rồi những cái cách nói, những cái nhân vật mà nó vừa nói tiếng Tây và nói tiếng ta rất là thú vị. Tác phẩm Quê Nội là một tác phẩm hay, đẹp. Và tôi nghĩ rằng ai muốn hiểu cuộc cách mạng tháng 8 ở một cái không phải chỉ cả nước, không phải chỉ có miền Trung, thì nên đọc Quê Nội. Đôi khi chúng ta chỉ hiểu cách mạng tháng 8 đơn thuần đấy là một cuộc thay đổi chính quyền hay là một cuộc gọi là giành chính quyền chứ, thì đấy nó chỉ là một cái cuộc về chính trị ở bên trên. Nhưng cái ở bên trong, cái đi vào tâm hồn con người, cái thay đổi hết làng quê Việt Nam, thì chính tác phẩm Quê Nội đã đem lại những cảm giác ấy cho người đọc. Có thể nói là qua những tác phẩm này, người ta thấy rất rõ cuộc đời của ông ở đây. Đấy, có thể ông viết cho các em, mà cũng như là ông viết cho chính ông vậy. Và vì ông viết cho chính ông, cho nó rất thật, đấy, và rất xúc động. Và đọc cái đó thì có thể nói là vì cái cách này mà ông đã gặp được
trẻ con của cả nước. Đấy, và điều đó làm cho các thế hệ thiếu nhi yêu thích thơ văn của ông và đến với ông là như là trở lại với cái tuổi thơ vĩnh viễn của mình. Và điều ấy Võ Quảng làm được, không phải người viết cho thiếu nhi nào cũng làm được như Võ Quảng. Ông đã ấp ủ trong 10 năm ngồi nhớ lại tuổi thơ là một, nhớ lại cái lời ăn tiếng nói, ca dao sứ Quảng, tục ngữ sứ Quảng thế nào, ông phải ngồi ông thuộc. Và 10 năm xong ông mới bắt đầu viết Quyển Nội Tôi Trước. 72 ông viết Quê Nội Trước. Rồi sau ông mới viết tới Tảng Sáng. Hai cái đó như một tiểu thuyết liên hoàn, thật sự là tập 1 và tập 2. Tuy ông viết về Quảng Nam nhưng mà nó thành như là một cái quyển sách nói về cái giai đoạn lịch sử đó. Và nó cũng như là viết về đất nước mình. Quê Nội rất thành công trong việc thể hiện những vẻ đẹp đa diện của sông Thu Bồn. Nhưng theo tôi, Võ Quảng thành công nhất khi miêu tả điệu hò chèo thuyền của những người đi đò dọc. Điệu hát chèo thuyền của chị gái vang lên, tôi nghe như có cơn gió chiều thổi nhẹ nhẹ qua cánh đồng rồi vuốt bay cao. Đôi cánh thần tiên như nâng tôi bay lơ lửng, đưa đến những bến bờ xa lạ. Trước mắt tôi vừa hiện ra con sông giống như sông Thu Bồn từ ngang trời chảy lại. Đằng chân trời có vô số cánh buồm như cánh bướm trắng tôi từng gặp trong giấc mơ. Hai bên trải rộng ngàn dâu xanh, lúc lấp lánh trong sương mai, lúc hắt hiu trong mưa thu gió thổi. Câu hò của chị gái đã dứt, tôi vẫn còn nghe nao nao. Trong tim ai cũng có một dòng sông tuổi thơ. Võ Quảng cũng có một dòng sông như vậy. Điều may mắn là ông được lớn lên cạnh dòng sông mẹ của Quảng Nam. Dòng sông đã làm nên diện mạo văn hóa của xứ Quảng. Nhưng điều quan trọng hơn là ông đã biết lưu giữ một cách lâu bền những ký ức tuổi thơ trong trẻo để rồi tái hiện một cách ngoạn mục. Nông thôn xứ Quảng giờ đang thay đổi nhanh chóng và Quê Nội đã trở thành một bảo tàng ngôn ngữ về cuộc sống của người dân quê trên đôi bờ sông Thu một thời đã xa.